Vũ Khắc Tiệp lâu nay là người rất chịu khó chăm chút cho hình ảnh của bản thân. Mỗi khi xuất hiện, ông Trùm Venus đều đầu tư quần áo, giày dép rất chỉnh chu. Ấy vậy mà mới đây, Vũ Khắc Tiệp lại bị soi khoảnh khắc diện phụ kiện cực lầy trên trang cá nhân. Theo đó, anh đã chia sẻ loạt ảnh cùng Ngọc Trinh tái chế khẩu trang từ hộp khăn ướt. Phần nắp nộp có thể đóng mở tiện cho việc ăn uống mà không phải tháo ra tháo vào. Một số ý kiến cho rằng đây là sáng tạo thông minh tuy nhiên chưa đảm bảo an toàn giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Ngoài ra, tâm điểm trong bức ảnh là đôi dép màu hồng nữ tính, có in hình trái tim mà vũ khắc tiệp mang trên chân. Nhiều ý kiến còn trêu đùa rằng, hẳn anh đã mang nhầm dép của Ngọc Trinh đây mà. Vũ khắc tiệp cùng Ngọc Trinh làm hộp khăn ướt, có thể đóng mở tiện cho việc ăn uống. Một vài ý kiến cho rằng sáng tạo này có vẻ không đảm bảo an toàn giữa mùa dịch đang rất căng thẳng. Netizen có vẻ còn chú ý nhiều đến chi tiết đôi dép màu hồng bánh bèo có in hình trái tim mà ông bầu họ Vũ đang đeo. Vũ khắc tiệp trước đây luôn xuất hiện với hình ảnh ăn diện chỉnh chu, đầu tư. Dù ăn bận đơn giản nhưng Vũ khắc tiệp vẫn mang giày, rất hiếm khi mang dép. ảnh Facebook nhân vật